Hello anh em, hôm nay mình bắt đầu đi lái thử Havan H6. Đây, Havan H6 nhá. Hello, chào anh em nhé. Hôm nay thì Hải bắt đầu là thử chiếc Havan H6 này. Thì như chúng ta đều biết thì với Havan H6 là một chiếc xe bán rất là chạy bên Trung Quốc, đứng top 1 xe SUV bên Trung Quốc trong rất là nhiều năm. Luôn luôn là cạnh tranh với lại CRV bên Trung Quốc, là có ba ông là luôn cạnh tranh đua top 1, top 3 với nhau, đảo liên tục, nhưng mà Havan nó sẽ chiếm lĩnh theo từng tháng nhiều hơn. Và trên thị trường, trên toàn bộ trên thế giới thì Havan bán được là tổng 8 chiếc. Như chúng ta đều biết thì khi mà Havan bắt đầu vào thị trường Thái, bán chính thức ở thị trường Thái, thì ngay tháng đầu tiên chiếc Havan H6 này nó đã chiếm lĩnh là top 3 tháng của bên thị trường Thái ngay từ tháng đầu tiên bán hàng luôn. Và ngay sau đó thì đến tháng 3 tiếp theo thì Havan H6 bên thị trường Thái sẽ cũng là đứng lên top 1 bên thị trường Thái, cũng là một chiếc xe khá là hấp dẫn về cái chất lượng xe cũng như là cái mức giá bán của họ. Chiếc xe này hiện tại đang giảm 50% trước bạ và tính năn bánh đâu đó ở tại Hà Nội thời điểm tháng 9 này thì sẽ là 1 tỷ 180 triệu năn bánh Hà Nội. Khi mà chúng ta dừng đèn đỏ mà chúng ta bơm ga lên, nó sử dụng động cơ điện, nó lên rất là mượt luôn. Cái việc mà nhả auto hold nó rất là thích luôn, nó không có cái cảm giác gì của cái giật hay là một cái bị trễ nhỏ nào luôn. Cái việc nhả auto hold rất là êm, cộng với kết hợp với cái động cơ điện ấy. Thực sự là với cái trạng thái mà chúng ta đang đi chậm chậm nhẹ nhẹ như thế này, đi trong phố hàng ngày ấy, thực sự là nó đem lại cho mình cái thoải mái rất là sướng. Động cơ điện kết hợp với lại động cơ xăng kiểu này mà công suất cho là 530 mã năm mô men xoắn này thì công nhận là đạp sướng, 243 mã lực. Cái quan trọng là khi mà chúng ta đạp ấy, nó cảm giác nó vút lên mà máy nó không gào, nó cái trạng thái đây nó rất là thích luôn, nó kiểu êm nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta quay đầu như thế này thì vô lăng khá nhẹ. Cái này thì nó sẽ khiến cho mình nó sẽ thoải mái hơn khi mà mỗi lần mình quay đầu như này. Còn lại khi mà bắt đầu nó đi vào thẳng rồi thì bắt đầu vô lăng nó siết lên. Tất nhiên là hiện tại đang set ADAS nên là nó cũng sẽ chủ động nó căng giữ vô lăng nhiều hơn. Đây là hiện tại Hải đang test tự lái nhá. Với tốc thấp đấy, một tí là nó sẽ bắt cho mình phải cầm vào vô lăng. Khi mà chúng ta xi nhan ấy mà có bị dính vào điểm mù ấy thì trên gương nó sẽ cảnh báo điểm mù, và đồng thời cái chiếc vô lăng này nó cũng sẽ rằng khi mà mình cố tình mình đảo làn sang ấy thì chiếc vô lăng nó cũng sẽ rằng vô lăng một chút để mà nó níu lại một chút, để mà nó giống như là một cái cảnh báo mà giúp chúng ta là coi như là không nên bẻ làn nữa. Thì nó cũng là khá là an toàn. Khi mà cố tình mà mình đảo làn mà mình không xi nhan ấy thì trên màn hình nó cũng sẽ cảnh báo lịch một cái vạch đỏ, cũng như là nó sẽ can thiệp vào cái hệ thống vô lăng một chút. Nó hơi rằng nhẹ một chút để kiểm soát cái lái, nếu mà trong tình huống mà chúng ta không chủ động kiểm soát ấy. Nó thấy là khi mình không xi nhan thì đồng nghĩa là mình không thực hiện thi đầy đủ tất cả các lệnh ấy. Nên là nó sẽ tự chủ động kiểm soát khi mà chúng ta bật những cái tính năng tự lái, hỗ trợ lái an toàn lên. Về vấn đề cách âm thì phải thấy là chạy tầm 90 như này thì cách âm hiện tại môi trường thì cũng khá là thích, cũng khá là êm đấy. Không thấy tiếng gió rít với cái tốc tầm 80 đường như này. Còn về góc nhìn thì Hải thấy là cũng bên góc trái của mình thì cũng khá thoáng. Còn lại góc phải thì do cái gương nó lệch chưa nhiều lắm nên là thành ra là cột A dày và gương cũng dày nên là bên phải thì nó sẽ mù khá nhiều, góc mù cũng khá nhiều. Có một cái điểm Hải chưa thích nữa là ở cái bên gương trái phần lái của mình ấy, do cái đường lẹp nó là cái viền chrome,
cái viền chrome lên này, vô hình dung ra là nó sẽ bị bóng lên mặt gương, nhất là đi trời nắng, nên nó thành một cái vệt chéo khá là to trên mặt gương bên trái. Điều này thì quan sát thì cũng không thích cho lắm. Cái này khả năng là về anh em sẽ sơn đen lại hay là dán đen lại một chút thì nó đỡ bóng lên mặt gương, thì nó sẽ ok hơn, quan sát của mình sẽ ổn hơn ở cái gương trái này. Bàn đạp chân phanh thì nó nhô hơi cao so với bàn đạp chân ga, nó lại hơi sâu xuống, nên là khi mà chúng ta quay giữa phanh và ga ấy, thì nó dễ bị mắc chân hơn so với thói quen mà mình đang đi xe của mình bây giờ, thì nó chưa quen cái đấy lắm, nên là khi mà cái ngưỡng mình ngửa lên để mình xoay bàn chân ra ấy, thì nó hay bị vướng vào chảy vào góc giày hơn đấy, nên cái điểm này thì Hải chưa thích lắm, vì cái chênh lệch giữa hai cái bàn đạp nó bị chênh hơi nhiều, thì đồng nghĩa là khi mình qua lại mình phải nhấc ngửa sâu chân hơn một chút thì lúc đấy thì nó mới không vướng. Nhưng mà anh thấy con này thích ở chỗ là treo nó cứng đủ và mềm đủ, không quá cứng không quá mềm, nên là đi cảm giác nó sẽ thích hơn. Treo cứng đủ và mềm đủ tức là nó ở giữa, nó ở cái điểm giữa, thì mình sẽ không bị mềm quá gây say mà không bị cứng quá gây nẩy, thì như đi như này thì đi rất là thích. Cái ga bàn đạp ga thì khá là êm mượt mềm, phanh thì nếu mà lên đạp lên như này sau đó phanh thì cái độ ăn phanh cũng khá là tốt. Về cách âm khoang máy thì khá là ok. Khi mình đạp thì vẫn có cái gào nhẹ nhưng mà nó không bị dội vào trong khoang máy, giữ khoảng cách. Đấy, cái này là mình bị đi gần quá nó sẽ nhảy bã thông báo cảnh báo là mình đang đi gần, giữ khoảng cách. Nói chung là Hải thì Hải thích những cái chiếc xe mà thời đại bây giờ ấy, là đều phải có adaptive cruise control ấy, thì nó cái độ mà đi xe của mình nó an toàn hơn rất là nhiều. Mọi thứ nó chủ động, cũng như ngay cả việc là chúng ta đi đường dài, giả sử mình đi xuyên Việt đi chẳng hạn, thì cái việc là lái tự động, bán tự động thì nó sẽ giúp chúng ta nhàn hơn rất là nhiều. Tất nhiên mình vẫn phải chủ động kiểm soát đường, nhưng mà bản thân nó hỗ trợ hơn thì thứ nhất là có sự an toàn cao hơn, và thứ hai nữa nó sẽ giúp cho mình nhàn hơn. Xu hướng bây giờ thì phần lớn các xe là đều phải có cái đấy rồi, có tính năng đấy rồi. Độ vút từ 80 đến 90 khá là mượt, êm, lên rất là nhanh. Tăng, đường đông quá là không thể vọt tăng tốc được. Đấy, bắt đầu hơi lệch lệch một tí là nó giữ vô lăng, nó răng răng giữ vô lăng luôn. Adaptive Cruise Control của con này nó có sẽ thêm một tính năng nữa là giữ làn đường trung tâm đấy anh ạ. Tức là gì ạ? Ngoài cái việc mà giữ làn thì nó sẽ luôn đặt chiếc xe trong cái trung tâm của cái làn. Giữa cái làn đấy đúng không? Đỡ bị xảy ra tình trạng bị lệch đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà xét về tổng thể thì đúng là chiếc xe này đi thích. Ghế ngồi thì ghế cái độ ôm ghế thì cũng vừa phải. Có cả thông gió nữa, em đang thông gió đấy. Chạy từ nãy giờ thì với cái ghế này mà chưa bật làm mát ghế thì nó cũng không quá bị nóng lưng, nó rất là vừa, không bị gây nóng lưng. Khi mà ngồi ghế với cái mình lái xe ở thời gian dài ấy, thì cái việc mà một cái chiếc ghế ôm lưng rất là quan trọng, và để mà khi mà chúng ta lái nó không bị mỏi, và thứ hai nữa là không bị gây nóng lưng. Cái điều này rất là quan trọng đối với cái việc là khiến cho chúng ta chạy xe có thoải mái hay không. Giật một tí mà chắc thật. Đấy, chỉ cần không xi nhan phát là giật vô lăng và cảnh báo luôn. An toàn rất là tốt.
Ngay cả việc là bình thường là động cơ điện nó sẽ can thiệp vào cái ngưỡng là từ 0 đến 35 phần từ 0 đến 35 km trên giờ là động cơ điện hoạt động. Còn lại từ vận tốc đấy trở lên là động cơ xăng nó sẽ can thiệp vào thông qua cái hệ thống truyền động DHT, chủ động truyền động giữa hai cái xăng và điện. Nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta chạy ở cái ngưỡng tầm 60 đến 70 này thì nó thực sự là rất là êm ái luôn. Cái động cơ nó rất là nhẹ nhàng và nó sẽ không gây ồn nhiều, tức là nó sẽ không có gào. Nó cảm chúng ta khi mà chạy được tầm ở cái ngưỡng 60 70 ấy, mình sẽ có cái cảm giác là giống như là động cơ điện nó đang chạy chứ không phải động cơ xăng nó đang chạy. Chứ còn này hiện tại về tổng quan thì Hải thấy là Havana 6 thì khá là thích về từ tăng tốc cho tới vấn đề cách âm khoang máy, cách âm môi trường, tổng thể nó ổn, rất là ok. Chỉ là anh em là một số người thì đang băn khoăn ở cái vấn đề cái giá bán thôi. Chiếc xe này thì đúng là để mà chạy trong cái phân khúc hạng C như này, độ rộng rãi rất là tốt, mà cũng như là vận hành thích như này thì nó cũng là một chiếc xe gọi như là đáng để mua. Mà ở góc độ của Hải thì có nó tư duy nó rất là đơn giản, đấy là mình độ thực dụng của mình rất là cao, tức là mua chiếc xe thì nó phải đem lại cái điều đầu tiên đấy là sự an toàn, tức là những cái tính năng an toàn cũng như là những cái an toàn khác cộng với lại là đấy, chiếc xe khi mà chiếc xe đã đủ an toàn rồi thì còn lại những cái giá trị khác là những cái giá trị là liên quan đến độ hưởng thụ. Đường thụ thì sẽ liên quan đến cái việc là vận hành nó có êm ái hay không, hay là ngồi nó thoải mái hay không, độ rộng rãi hay không, thì đấy là những cái giá trị hưởng thụ. Vì đi khi mà đi xe ấy, đi khi chở gia đình ấy thì cái độ an toàn nó rất là quan trọng, và điều thứ hai nữa là mình sẽ giúp cho độ thoải mái tốt thì gia đình mình đi nó sẽ thoải mái và nó sẽ khỏe, không bị say xe hay là không bị mệt. Thì cái đối với một cái chiếc xe mà đủ tốt thì cái điều này rất là quan trọng. Trải nghiệm ngắn như thế này thì cũng không chắc là cũng không biết là để chơi trên những cái gì ngoài cái ngưỡng giá thế ra thì mọi người lăn tăn ra thôi, còn lại về xét từ góc độ vận hành thì đúng là khó cái gì để chê chiếc xe này. Có một cái điểm Hải bây giờ nhìn kỹ lại Hải chưa thích đó, đấy là cái các khoảng này này, các khoảng hõm này, cách thiết kế của nó hõm xuống nên vô hình dung nó bị thị giác của mình bị chia nhiều quá, nên là cảm quan thẩm mỹ thì nó sẽ đang bị hơi gãy một chút về cái thị giác. Nếu mà chúng ta táp lô đi thẳng luôn, phẳng luôn thì đẹp long lanh luôn. Đấy, nên nó đang hơi bị gãy cái phần đấy thôi. Mình thích là phẳng lì hơn là so với tự nhiên hõm hõm thế thì vô hình dung là dùng một thời gian dài ấy, nó bám bụi vào cái góc hõm đấy thì cũng không vui gì cho lắm. Còn lại một phần nữa là cái hắp ở đây thì nó thực sự là chưa sáng cho lắm. Với cái trời nắng tầm 10 giờ buổi sáng nay thì cũng khá nắng nhưng mà nó chưa sáng cho lắm, không biết là có tăng sáng được không. Tăng được anh Ok, thank you. Anh nhá. Thế Thì có để gì em cứ hỏi lại cứ cho hỏi sếp giúp mình nhé. ừ.